Xin chào anh chị và các bạn, em tên Trương Anh Quang, em đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn OBS, phụ trách chi nhánh OBS An Thạnh 3, Phù Lâu Dung, Sóc Trăng. Trong video ngày hôm nay, em rất vui muốn chia sẻ đến chị và các bạn phương pháp mà chúng ta xử lý khi chúng ta thả tôm mà nó lại bị nổi lờ đờ và tắp mé. Nhưng chị và các bạn đã biết, khi chúng ta bắt đầu một vụ nuôi thì cái việc xử lý môi trường ao nuôi nó rất là quan trọng. Chúng ta phải diệt hết các loại vi khuẩn gây hại cũng như là các mầm bệnh và các loại cá tạp cũng như là ốc hến trong ao. Sau đó chúng ta sẽ xử lý cái môi trường, đảm bảo các chỉ tiêu môi trường nó ổn định như là pH từ 7.8 đến 8.0, kiềm từ 102 đến 106, phèn là phải là không có, và canxi, magie, kali cũng như là khí độc NO2, NH3 nó phải ở trong cái ngưỡng cho phép. Thì khi mà chúng ta đã làm hết các chỉ tiêu môi trường cũng như là cái vi sinh cho ao tôm thì lúc này thì chúng ta có thể tiến hành thả tôm. Thì khi mà chúng ta thả tôm thì cái quy trình chúng ta thả là chúng ta cũng phải tạc cái hỗ trợ gang hay cua hay ba hớp để hỗ trợ dưỡng gang tôm, cũng như là tạc khoáng và đánh vôi để ổn định cân bằng cái hệ đệm trong ao và ổn định cái độ kiềm trong ao từ 102 đến 106. Đồng thời khi thả tôm thì chúng ta cũng phải đánh beta glucan C để chống sốc cho tôm và giúp tôm của chúng ta nó thích nghi nhanh với cái môi trường. Tuy nhiên khi mà chúng ta thả tôm lại gặp cái trường hợp là chúng ta thùng tôm trong cái thùng xốp hoặc là trong cái thùng bê của chúng ta, tôm nó rất là tốt, rất là sung và mạnh, thì chúng ta sau khi thuần từ khoảng 30 phút đến 1 tiếng thì chúng ta sẽ thả xuống cái ao nuôi của chúng ta. Nhưng khi mà chúng ta thả trong khoảng 1 đến 2 tiếng thì chúng ta lại thấy tôm nó lại nổi lờ đờ và nó tấp mé. Đây là biểu hiện của tôm nó bị sốc cái môi trường, có thể là do pH trong ao nó cao hoặc là do tôm nó bị ảnh hưởng bởi cái khí độc trong ao hoặc là cái độ kiềm trong ao nó không ổn định, cái hệ đệm nó không ổn định, làm tôm của chúng ta dễ bị nổi lờ đờ và tấp mé. Khi mà chúng ta gặp cái trường hợp tôm nó nổi lờ đờ tấp mé như vậy thì chúng ta phải tiến hành kiểm tra lại tất cả các chỉ tiêu môi trường ngay lập tức. Thì nếu đối với cái điều kiện mà môi trường pH nó cao lớn hơn 8.0 thì chúng ta phải tiến hành hạ pH ngay. Chúng ta sẽ đánh cái xe tạc BOC với liều là 5 kg trong 1.000 mét khối nước. Đồng thời chúng ta sẽ đánh thêm Yuka với liều 1 chai trong 1.000 mét khối nước để hỗ trợ giảm cái pH trong ao. Nếu độ kiềm trong ao nó quá thấp thì nó cũng làm cho tôm của chúng ta nó bị nổi lờ đờ. Do đó chúng ta cũng phải tiến hành nâng cái kiềm lên bằng cách chúng ta dùng vôi canxi 20 kg, vôi nóng 10 kg cộng với lại bơm tắc 30 5 kg và cộng anca ướp 10 kg trên 1.000 mét khối nước. Chúng ta sẽ đánh xuống ao tôm để hỗ trợ ổn định cái độ kiềm trong ao từ 102 đến 106 thì tôm của chúng ta nó sẽ khỏe lại. Và tiếp theo là chúng ta phải kiểm tra lại cái khí độc trong ao của chúng ta. Đa số bây giờ bà con nuôi tôm sử dụng nước để nuôi tôm là cây nước giếng khoan, do đó cái khí độc NO2 cũng như NH3 trong ao nó rất là cao. Do đó chúng ta phải kiểm tra lại cái thành phần khí độc trong ao. Nếu khí độc NO2 và NH3 nó quá cao thì chúng ta hãy đánh ngay oxy viên với liều 5 kg trong 1.000 mét khối nước để tăng cường cái hệ oxy đáy ở dưới ao, và nó sẽ hấp thu những cái khí độc NH3 và NO2 này, và sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành cái vi sinh Epizim BBT với liều 1 gói trong 1.000 mét khối nước để hỗ trợ xử lý cái đáy ao, làm sạch cái đáy ao và làm giảm khí độc NO2 trong ao. Nếu chúng ta kiểm tra mà thấy sức khỏe của tôm nó quá yếu, ta phải tiến hành bổ sung thêm các sản phẩm tăng sức đề kháng cho tôm bằng cách chúng ta sẽ tiến hành là tạc beta glucan C với liều 1 gói trong 1.000 mét khối nước. Đồng thời chúng ta sẽ tạc thêm cái sản phẩm là Micagen với liều 1 chai trong 1.000 mét khối nước để hỗ trợ tăng cường cái dinh dưỡng, cái vitamin cho tôm, vì tôm còn nhỏ nó chưa ăn được nhiều, nó chủ yếu là hô hấp và hấp thụ qua mang. Do đó những cái dưỡng chất, những cái khoáng chất này và cũng như là dinh dưỡng này nó sẽ hấp thu vào mang tôm, giúp tôm của chúng ta nó khỏe hơn và nó sẽ trầm đáy nhanh hơn. Trên đây là những cái cách của Quang để giúp anh chị và các bạn có thể xử lý khi mà gặp trường hợp tôm bị tôm mới thả bị nổi lờ đờ tắp mé, để giúp tôm của chúng ta nó khỏe hơn, trầm đáy nhanh hơn. Anh chị và các bạn cần hỗ trợ gì hãy liên hệ với Quang qua số điện thoại 0979 583 774. Quang rất vui và sẵn sàng giúp đỡ anh chị và các bạn.